gì chưa? Hiện tại, tại shop hero.vn đang bán ba lô semi siêu của ta. Hiện tại đã có hai phiên bản thường và phiên bản cao cấp. Bản thường có giá là 369k, còn bản cao cấp chống vùng là 600k đấy mọi người. Không chần chờ gì nữa, hãy mua ngay những chiếc ba lô semi-cute này trước khi nó hết nha. Truy cập ngay shop hero.vn để mua nha. Nếu các bạn muốn mua trực tiếp tại shop hero thì hãy tới ngay các địa chỉ này nha. Ta-da! Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bạn nghĩ đây là một nhà trẻ đáng yêu và hạnh phúc? Nhưng thật ra nó chính là nhà trẻ ác mộng của các bạn. Hôm nay Hero Team sẽ đi học ở nhà trẻ, cứ tưởng là vui, ai ngờ vui không tưởng luôn đó. Khi các em bé phải thoát khỏi nhà trẻ, bởi vì ở trong đó có một con quái vật rất đáng sợ. Mà cay một cái nha, mét cô thì cô bảo các em đang nằm mơ đó. Cái gì vậy cô? Trời ơi, nhà trẻ có quái vật thật mà. Hôm nay tất cả các em bé Hero Team sẽ đi nhà trẻ. Ok, và mọi người có hào hứng không nào? Tụi mình sẽ đi nhà trẻ đó. Tới đây không hào hứng lắm. Ôi khoan, sao biết giờ, lên xe. Ok các bạn, bây giờ tụi mình sẽ đi chị ta. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi lên xe và mình sẽ tới nhà trẻ nha mọi người. Trời, tôi hào hứng quá. Tôi muốn gặp được cô giáo này, tôi muốn được ăn này, tôi muốn được chơi này. Mình nghe đồn á, đi lên nhà trẻ cô giáo sẽ cho mình ăn, cho mình chơi, kể chuyện cho mình nghe nữa. Đó. Thật không vậy? Thật á. Cũng có, nhưng mà mình nghe bảo là học cái gì 1+1 bằng mấy dễ lắm, không có khó đâu. Nhớ là dễ vậy nha, chứ tôi chén lắm rồi. Trời ơi, dễ mà. Ôi, đi học thôi. Chị Mai, đây là nhà trẻ ở nhà Mai ạ. Đây là nhà trẻ ạ. Theo như trong chiếc tường tường của tôi, nhà trẻ nó phải màu sắc cầu vồng lắm chứ. Ủa sao cái này nó lạ vậy? Chắc là nhà trẻ. Mà do cô tắt đèn thôi, tụi mình tới đây muộn. Trời ơi, trời... tắt đèn đi vậy? Tắt đèn đi, trời là tâm trí tôi đây. Cô ơi, tụi con tới rồi à, cô ơi. Tụi con tới học ạ. Cô giáo kìa. Lily, xin chào mấy con. Cô tên là Lily. Cô tên là Lily. Dạ, tụi con chào cô Lily. Cô sẽ trông chừng các con khoảng 2 ngày. Thì ra là vậy, ok. Vào đi. Vào bên trong đi. Ủa, cô giọng nghe men vậy? Giọng cô nghe men gì ta? Em thích cô á. Vào thôi mọi người. Ok, vào thôi nè mọi người. Dạ, tụi con vào ạ. Chào mừng các con vào bên trong nha. Chị ta các con có thể làm gì đó thích chơi gì của quyền các con nha. Ôi mấy bạn ơi, nhìn nè, nhìn nè. Bên này nè. Oh my god. Đi ăn rồi nào mấy con ơi. Mình muốn ăn pizza. Mình đang ăn sandwich. Ăn sandwich đi mọi người. Sandwich. Pizza. Sao ai cũng thích ăn pizza rồi ta. Để xem quay mình sẽ ăn được gì hôm nay nè. Đợi mà. Rồi để coi chúng ta sẽ ăn. Ok, và bây giờ có vẻ mọi người đều thích pizza. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn pizza. Ok, bây giờ cô sẽ đi lấy pizza liền ngay đây, ok. Rồi bây giờ chúng ta ngồi đây chờ. Các bạn ơi, vô đây chờ cô giáo nè. Đây ngồi. Nó bụng lắm rồi cô ơi, cô lấy nhanh nhanh đi cô ơi, nó bụng lắm rồi á. Rồi, Hello Team ngồi một bên đi, đây bà của Hello Team bên này. Đó, cây Ron ơi. Cây Ron, cô đang ngồi. Quá liền nè bạn, đó, ok.
Rồi, ok. Không có ngồi nữa. Bây giờ mình đá cái đầu bạn giờ đó. Bây giờ qua đây, qua đây. Bà cao vui không có ngồi. Bà cao vui không có ngồi được. Ok. Bây giờ đồ ăn let me go and answers. À ok. À đồ ăn ở ngoài để cô ra ngoài lấy nha. Ok. Yeah. Shipper tới rồi, shipper tới rồi các bạn ơi. Here you go. Ok, đồ ăn của các em đây, hãy tận hưởng nha. Ooh. Dạ được rồi. Wow, có pizza nữa các bạn. Oh. Pizza! Pizza nè. Ăn nhom 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 nhom. Ăn nhom 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 cắn 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 cắn. Ngon quá trời. Ngon quá. Trời ơi, cái pizza ngon gần chết. À khoan, các bạn biết tin gì chưa? Tin gì vậy? Tôi nghe đồn là ở shop Hero hiện tại đang bán cặp gọi là của mèo Simi á. Trời ơi là trời. Đã vậy. Ok, bây giờ chúng ta phải đi là ngủ. Cần đi ngủ rồi. Không, không muốn đi ngủ đâu. Trời. Đi ngủ đây. Đâu, không có chơi. Trời ơi, tiếc rồi. Dạ, đúng vậy, con muốn chơi cô ơi, ngủ vậy. Bây giờ mới 8 giờ đêm mà. Được rồi, ok. Chúng ta sẽ stay away. Ok, chúng ta sẽ thức. Yeah. Đêm rồi. Thức vậy. Ôi. Thử thách tới sáng đúng không? Ok, với cậu ơi, bây giờ mình ra chỗ có đồ chơi chơi đi. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô Lily. Rồi dẫu pizza cho nè. Đó, vô đây chơi mới vui chứ. Đi chơi đi. Đi chơi. Chơi. Ra ngoài sân này, đi ra ngoài sân này. Ôi, ôi. Ra ngoài mới vui. Thiệt không? Ôi, cô không cho. Cô khóa cửa. Ủa trời ơi, giật mình. Ok, chơi nè. Mình có thể xoay cái vòng xoay nè. Đó. Cái vòng xoay này sẽ vui vậy. Ôi, có mèo nữa. Dễ thương quá à. Đây, tôi sẽ chơi trò đập nhạc. Pam 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 pam. Ủa trời ơi. Ủa điện hả? Ui dạ. Cái điện ơi. Ai, ok. Cô sẽ bật đèn. Cô sẽ bật gì ta? Power pack. Cô sẽ bật điện lên sớm thôi. Bật điện lại. Ok. Cô ơi, tụi cô sẽ bóng đèn. Xấu à. Trời ơi trời. Dạ đâu, yên tâm đi. Cái bóng đèn vậy. Bóng đèn vui mà. Trời ơi, mọi người đâu rồi? Bên tắt không có gì, không có gì phải sợ cả. Mấy cái này là chuyện bình thường đó ba. Trời ơi, cấp gì vậy? Ủa vậy? Ủa trời ơi. Cái gì? Cái gì bên ngoài vậy? Ông ơi, ông ơi. Ê, con ác quỷ thế, con ác quỷ. Ủa, cái đó nè. Cái đó nè. Quái con chạy. Ủa chạy hả? Ôi giờ sao? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy lên lầu hả? Ê, quái kìa. Mọi người có thấy những gì mà tớ thấy không? Có,
còn phải ngủ tiếp sao? Tớ không ngủ đâu, ai ngủ thì ngủ, tớ không ngủ đâu. Good morning, chào các con buổi sáng nha. Trời ơi, buổi sáng rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xuống dưới phòng căng tin để ăn sáng nào. Nhưng mà cô ơi, thật sự là từ hôm qua tụi con thấy một con quái vật thật sự. Cô không tin tụi mình các bạn ơi, giờ sao vậy? Ô, cô giáo này dạy tụi con chào cô. Dạ, anh chào cô. Trời, như bà cây đón bay màu rồi đúng không? Mình bay màu rồi bạn ơi. Không sao, mình sẽ phù hộ cho bạn. Không sao, mình nhất định sẽ lấy lại công bằng cho bạn mà. Tức thật mà, hôm qua con quái vật lại bắt cóc cây đón mất tiêu rồi các bạn ơi. Mà cô giáo không tin tụi mình nữa, giờ sao vậy? Ok, bây giờ chúng ta sẽ có pancake. Bánh kẹp hả? Wow. Wow. Con rất yêu bánh kẹp. Pancake bánh kẹp mọi người. Ok. Nhưng mà không sao, bù lại về gặp bánh bà thì mình có cái bánh kẹp. Bánh kẹp. Ui, bánh kẹp gì ta? Có cả gì ta, mật ong và phô mai nữa. Ngon. Nhưng mà vô đây á, mình phải ăn. Nhưng mà tôi sợ con quái vật kia là xuất hiện quá mọi người. Lo quá à. Giờ làm sao vậy? Tất cả cô hiểu ta. Khổ quá mấy bạn ơi. Tôi không biết nữa. Cô đâu tin tụi mình đâu. Tụi mình là con nít mà. Giờ sao giờ? Không sao. Nếu mà thế để tôi chiếm vũ khí. Tối nay tôi đại chiến với nó. Vậy chắc mình được. Mình là nít mà. Đúng rồi. Sao con yêu quái được? Mình là con nít mà. Có cậu có biết bây giờ là giờ gì không? Dạ không. Giờ gì không? Đúng không? Thời gian chơi hả? Đúng không? Playtime. Đúng rồi. Yes. Have fun everyone. Đừng đi chơi mọi người. Ok, ra ngoài chơi, ra ngoài sân chơi. Chơi với bạn bè của bạn. Ok. Rồi. Ra ngoài được rồi. Đây, có xích đu nè. Sao ngồi chơi xích đu nè. Yeah. Ủa con ơi, cậu muốn chơi xích đu không? Nè, cho con chơi xích đu nè, tao đẩy cho.
chờ cô Lily trở lại. Bây giờ mọi người bây giờ phải làm sao đây? Nhưng mà mình thực sự không ổn đấy. Khỏi đây thôi, cô đã còn lâu mấy bạn. Chúng ta phải chắc chắn thoát khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ bị chết tại đây. Ok, mình không muốn chết tại đây tèo nào. Ok, chúng ta cần phải tìm cái lối thoát. Ok, bây giờ lối thoát ở đâu ta? Thoát ở đâu ta? Quanh đây có hầm bí mật không nhờ? À, đúng rồi, tôi nhớ, tôi có thấy ở đâu đó có một cái cống ở đâu đó quanh đây, cái cống. Ủa? Có thể chúng ta có thể tìm nó. Can we crowd us? Ok, chúng ta có thể tìm nó ở quanh đây. Ủa? Một cái cống sao? Tìm lỗ thông hơi để thoát khỏi đây trước khi đi trở lại. Được rồi, chúng ta phải tìm lỗ thông hơi trước khi cô giáo trở lại. Lỗ thông hơi hả? Ê, bây giờ tụi mình hay là nó ở đây ta, đúng không nhỉ? Bây giờ tụi mình phải đi kiếm thôi các bạn ơi. Bây giờ mình phải kiếm lỗ thông hơi trước khi cô giáo trở lại. Bởi vì mình bị cô giáo không tin tụi mình đâu các bạn ơi. Lỗ thông hơi, nó có cái nào nó ở trong phòng ngủ tụi mình không? Để coi thử coi. Lỗ thông hơi à? Phòng ngủ chúng ta cần thông thoáng mà. Tao không thấy cái lỗ thông hơi nào ở đây hết trơn á. Lỗ thông hơi nhưng mình nhớ nó ở trên trần đúng không ta? Nếu mà vậy thì nó phải ở dưới bếp. Mình nghĩ vậy. Coi. Lỗ thông hơi à? Đây nè, tao thấy rồi mấy cậu ơi. Nó ở ngay chỗ. Đâu vậy? Nó ở ngay cái chỗ gọi là gì ta? Ở vui chơi của mình á. Nè, thì mình biết lên đây hả? Được rồi, mình đã thấy được cái lỗ thông hơi rồi. Ok, chúng ta cần phải kiếm cái gì đó để có thể đập phá cái lỗ thông hơi này. Mình nghĩ nó sẽ là một cái kèm hay là một cái vật sắc nhỏ. Mình nghĩ nó là tôi lông vít á. Một công cụ để phá vỡ lỗ thông hơi. Bây giờ mình nghĩ mình phải cần một cái thứ gì đó sắc nhỏ. Mình coi ở đây có cái gì không. Búa hay cái gì đó. Búa hả? Đây, trên này đây. Ở đây có búa này. Hay quá à. Ok, mình nghĩ cái búa này có thể sử dụng được. Tớ nghĩ cậu có thể phá được cái lỗ thông hơi á. Đi. Đây rồi. Có tin là tớ làm được. Nó mở ơi nè. Sam ơi. Ok, thoát khỏi lỗ thông hơi. Đi thôi. Cái gì? Nó là cái mê cung hả? Ơi, mấy cái gì tớ qua thôi mọi người. Đi thôi. Trời ơi, tớ không có giỏi việc chống tìm đâu. Đây. Cam ơi, đi. Đây. Ô, đi xuống đây luôn. Ủa, đi đâu vậy? Cô sẽ đi ngủ. Dạ vâng ạ. Chúc cô ngủ ngon. Sao mình cảm giác cô giáo này nghi ngờ vậy ta? Nhưng cô la mình ta. Ê, có khi nào cô là quái vật không ta? Cô ấy chả bao giờ tin tụi mình cả. Nhất định con quái vật sẽ ăn thịt tụi mình. Bây giờ chúng ta cần phải thoát khỏi đây. Mình cũng nghĩ vậy á mọi người. Khoan, ê mọi người, chúng ta xem thử qua cái cánh cửa đằng sau có mở không. Ê, quay thử mọi người. Cánh cửa đằng sau hả? Cánh cửa đằng sau hả? Về rồi, tôi nghĩ là mở đó. Cửa nó đóng mất tiêu rồi. Khó thật chứ giờ.
là sao giờ? Bây giờ tụi mình không thể thoát khỏi đây được. Quay, chúng ta có thể đập vỡ cái cửa để có thể bắn cái búa. Đúng rồi, tao có búa. Nhưng mà đập cẩn thận nha Cam ơi. Cô đập thử đi. Cô dám mà nghe thấy chắc không sao đâu ha. Ok. Quay, vỡ nè. Thoát khỏi nhà trẻ. Kiếm đồ ăn chắc chắn ở đây sẽ có cái gì đó để ăn. Nói chung là trong rừng này chắc chắn sẽ có gì để ăn được. Ăn được gì ta? Tìm thứ gì đó để ăn trong rừng hả? Không phải mình cầm gỗ mình ăn được không ta? Không hả? Chắc chắn trong rừng phải có một quả táo hay gì đó chứ. Đâu đây mọi người? Đâu đây mấy thứ có táo? Có cây táo có gì đâu đây? Đâu cây táo? Có cây táo thật luôn hả? Trời ơi, món tôi thì yêu thích, món ăn tôi yêu thích nhất luôn á. Mọi người, 5 người like mình nhất định sẽ ra tập sau đi mọi người. Trời ơi, tạm biệt.